Hello mấy chị, chào mừng mấy chị đã quay trở lại với kênh YouTube Liên Cần Thơ của em nha mấy chị ơi. Thì hôm nay mở cái cửa cái nó ồn, cái nhà cặp lộ mở cái cửa cái nó ồn. Hôm nay là em Liên hết kem xài 2 tuần nay rồi không có xài, không có sức kem, mệt quá, bệnh nữa cả nhà. Bệnh rồi cái em Liên không làm biếng lùi sức kem quá, bữa nay hết kem, bữa nay em Liên sẽ trộn chọn kem sức. Mà bình thường thì em chỉ sức đơn giản kem xù không, hôm nay em Liên sức nhiều loại thử thôi nha. Hôm nay em Liên trộn nhiều loại kem để sức, nhưng mà em Liên không có trộn tẩy á nha ơi. Em thì thường em sẽ không có sử dụng tẩy đó, em Liên chỉ sử dụng cái dạng dưỡng nhẹ nhẹ thôi. Dưỡng nhẹ nhẹ thì thường là em kết hợp là kem xù với lại là dưỡng vitamin E hoặc là whey. Thì cái dòng đó là em xài năm nay nữa, là cũng mấy năm rồi, lâu rồi mấy chị cũng biết rồi, 3 4 năm rồi. Hôm nay đổi chọn qua cái loại xịn xịn thay đài cao cấp rồi thì kia với người ta xài thử cho nó sao nha mọi người. Nhưng mà Hà tiện không có dám chọn tất cả là phôi xịn hết, là chỉ chọn là 2 hộp xịn thôi ha, vừa có phôi thái thái xịn và vừa có phôi thái đại luôn nha. Rồi đem quay cho cả nhà xem nè. Rồi đây mấy chị thấy ha, hôm nay em Liên sẽ chọn phôi sức mặt mỗi cái 1 hộp, và em không có kết hợp với vitamin dưỡng mà em Liên hôm nay kết hợp với Livi. Livi của Thái, cái dòng Livi thì nó cũng là cái dạng dưỡng luôn á mấy chị, nhưng mà cái Livi thì nó sẽ có cái độ make up cho mấy chế ha. Livi nó cũng là dạng dưỡng luôn, mà thường thì vitamin Y thì nó cũng là dạng dưỡng. Dưỡng đó thì dưỡng nó sẽ không có cái nó sẽ không có cái độ bóng, nó không có cái độ make up mà nó có cái độ bóng, độ dưỡng nhiều. Còn cái thằng Livi thì nó có cái độ dưỡng mà dưỡng ít hơn, nhưng mà nó nghiêng về cái độ make up nhiều hơn, với lại cái mùi của nó thơm đó. Nên hôm nay em Liên sẽ quyết định là chọn Livi ha. Còn phôi mặt thì em sức phôi mặt thì em Liên sẽ sử dụng mỗi cái 1 hộp, em kết hợp với lại là Pro với lại Topsy cho có phôi xịn xịn, xài cho nó đã một xíu. Đa phần thì em thường sẽ nghiêng về cái nền kem dưỡng trắng nhiều hơn là sử dụng mấy cái kem dạng có dầu, cái dạng khô cứng. Em không có thích sử dụng mấy cái dạng khô cứng nha. Em sử dụng là mỗi loại là 1 hộp cho chị em nhà mình đó. Em Liên tháo ra sẵn rồi, em tháo ra luôn rồi. Đây tiếp tục em sẽ sử dụng cái vết hầm phấn nè, tháo nắp ra luôn đó chị em. Nhìn nè, kem bữa nãy lên dầu nè mấy chị, nhìn thấy ghiền không? Đó, đã chưa cả nhà? Hàng xịn là nó như vậy đó mấy chị. Lên dầu, rút sắt. Em Liên tháo ra luôn cho nó lẹ nha mọi người. Đây là sâm lụ nè. Rồi, cái này là UB. Ăn cái gì vậy? UB nè, cái này quan nè, quan nó thì quan BC Donald với Emon. Thì em Liên là sử dụng hàng thái xịn à, được công ty Hăng Ngọc độc quyền nha. 4 cái dòng này thì xưa giờ mấy chị cũng biết, quan, Donald, BC với lại xù. 4 cái dòng này hồi xưa là tới giờ là em xài cái loại này không nè mấy chị ha. Nó phá đó chứ, để dì bảnh. Dì bảnh đi, dì bảnh cho thằng ăn đi. Dì bảnh cho thằng lấy ăn đi. Nè, nè chó này nè, chó này ăn cắp dì bảnh cho thằng nè. Ăn cắp này dì bảnh cho thằng nè. Dì bảnh cho thằng nè. Bà rồ nè. Lúc này em ít có lạnh trộn giùm á, nên không có quay clip thường cho mấy chị xem được. Bình thường á là em hay quay clip thường cho mấy chị xem, nhưng mà mấy chị biết sao, lúc này em mệt trong người, em ít có lạnh trộn giùm lắm. Với lạnh trộn giùm mấy bà không có chịu đặt cọc trước, hoặc là không có chịu chuyển khoản trước. Tại vì thường đa phần mấy chị nhờ em trộn giùm, mấy chị phải chuyển khoản em mới trộn. Chứ bây giờ ví dụ như mấy chị lấy combo này đi, em trộn cho mấy chị cái mấy chị không nhận hàng, xong rồi cái này em để em xài cho ai? Trời ơi, chắc mình nên em xài riết chắc em khùng luôn quá. Mà thường thì ví dụ như kem dưỡng đi em đi xài cũng được, mấy bả xài tẩy mạnh rồi này kia em đâu xài được đâu. Em bây giờ em đang có đi xài tẩy mạnh, đang xài combo dưỡng không à. Dưỡng nhẹ nhẹ, sáng nhẹ nhẹ là ok rồi đó cả nhà. Tại da em giờ nó có tông, nó trắng rồi, nên là cũng không có xài kem tẩy kem mạnh nữa. Mấy chị cũng như em đó, mấy chị nào mà da chưa có trắng á,
thì mấy chị cứ xài cái mạnh cho em đi, xài tới khi nào mà da mấy chị lên tông trắng nhiều rồi đó thì mới là đổi qua cái dòng giống như em, mấy bà xài cũng được. Có nhiều chị đòi xài dòng giống em, nhưng mà của em là nó trước là cái dạng dưỡng nên là nó không có trắng nhiều, nó chỉ sáng da nhẹ nhẹ thôi, tóp xì ha. Đó rồi em khui BL, thường bình thường em ít quay BL là lý do mấy chị biết sao không? Cái này là cắt nó khó cắt lắm, cắt nó hay bị vô tay nên là em thường em sẽ cắt em bỏ vô cho nó lẹ, chứ quay dít cái này nó lâu nữa. Rồi bây giờ em tháo ra em cắt cái miệng ha. Mấy bạn phái thì tôi sẽ quay cho mấy bà xem luôn nè, tại vì bình thường á em quay cái dao á, em quay cái này nè cắt nó sợ cái lấy cái đăng á nó bị dính vi phạm, mà trên đây mà mấy chị đăng mấy cái này nó vi phạm, nó không cho biết chứ không gì hết trơn, nên là mới lược bỏ cái công đoạn cắt này, mấy chị hiểu không? Lược bỏ công đoạn cắt này thì em dít một ống thôi, còn bao nhiêu là em lược bỏ để em cho nó lẹ cái clip cho nó ngắn á, lượng úp cho nó nhanh, cắt mấy cái này sợ nó vô tay, mấy chị hiểu không? Cái này mỗi lần cắt em liên sợ lắm đó nè, thấy không? Nhìn cái chất hàng xịn nè, BL là mấy chị phải mua xịn nha. Này nhìn cái chất hàng xịn nó bóng nè, nó bóng mà nó dẻo mấy chị ha. Chứ mấy chị đừng mua hàng dở nó không có công dụng gì hết trơn, hàng giá rẻ nó không công dụng gì hết trơn á mấy bà nha. Đó. Đó mấy chị thấy không? Mấy cái vỏ này á để làm gì mấy chị thấy không? Để thì nữa em dán cái combo là em bán. Dán combo lận để like cho mấy chị xem á, chứ gì chứ. Rồi. Bây giờ bắt đầu là sẽ dít. Rồi bây giờ sẽ dít nè mấy chị. Cái miếng này là phải dít vô gì trước nè. Thôi bỏ vét cái miếng này đi. Romina này thì nó có hai loại, một là màu xanh, hai là màu hồng. Mấy chị muốn sử dụng cái nào cũng được hết. Em liên quay nhanh lận, em liên ghép clip lận đăng lên TikTok đó mấy chị. Ha, Romina. Chút xíu nữa em vét lại sao. Cái này là vét xanh đỏ nè. Cái này thì nó ra ít kem đó. Em trộn một ít vào hồi chút xíu nữa cuối clip em sẽ bật mí là thí nghiệm một cái loại kem dưỡng không có tẩy, nhưng mà em liên sẽ phối mấy cái thành phần hoạt chất làm trắng da trong cái những cái hoạt chất mà thường người ta sẽ bỏ vô trong skincare đó mọi người. Giống như là mấy cái bột niacinamide, bột amotin nguyên chất, cái đó nó rất là mắc tiền. Chút xíu nữa em trộn xong cái em liên sẽ dứt vô đánh lên một cái hũ nhỏ xíu em xài thử ha. Em xài thử xem coi là cái kem nó có bị dị ứng kích ứng ngứa da và cái độ năng tông có nó nhiều không. Nếu như mà nó ok thì sẽ ra một cái dòng kem mới cho chị em nhà mình trải nghiệm, là một cái loại kem không có tẩy nhưng mà nó vẫn trắng cho chị em nhà mình ha mọi người ha. Hôm nay em Liên sẽ pha cái nền kem dạng xì ba phô mai nha, tại vì em Liên thì sẽ không có xài mấy cái dạng đặc, em xài cái dạng sạch sạch như phô mai vậy đó mấy chị. Em sẽ pha cái dạng phô mai ha. Em trộn xong cái em hả vét mấy cái đó, em dít xong cái em quay lại. Này mena xanh ha, cái này là mena xanh nha mấy chị nha. Xíu này em sẽ dít lại đi cho nó lẹ. Rồi cái này là đờ nao nè, em on nè. Bữa nay là trộn nhiều loại chứ bà hổm là chỉ sức có một loại xù thôi, bình thường là em chỉ xài có xù thôi. Bữa nay bà đặt sức nhiều loại không biết được không, tại da em thuộc da nhạy cảm đó mấy chị. Rồi cái này là cái gì mấy chị? Sâm vàng. Sâm vàng bữa nay ngay mua ngay cái lô này quá trời dầu luôn. Sâm vàng này nó nhầm lô á, nhầm lô nó chỉ có một cái viền nhỏ xung quanh dầu, nhầm lô lô này nó quá trời dầu luôn. Cái này chắc do nắng nóng hay gì mà nó lên dầu dữ vậy nè. Sâm vàng, sâm lụ, sâm vàng, sâm lụ nha mọi người nha. À, 10 tay này em Liên có khóa học trực tiếp nha. Chị nào có muốn học trộn kem á, mấy chị hay hỏi em hồi trong Tết á, mấy chị nhắn lại giùm em Liên. Tại vì mấy chị nhắn lâu quá là cái tin nó trôi rồi em chả nhớ luôn. Em không nhớ là chị nào nhắn nữa.
cho nên là chị nào mà hôm trong Tết mà có nhắn hỏi em Liên học nghề đó thì mấy chị nhắn lại giùm em ha. 10 tây này em Liên có khóa học trực tiếp nha. Chị nào muốn học trực tiếp thì nhanh tay nhắn qua cho em, tại vì em cũng không có dạy hoài, em dạy 1-2 tháng em cũng ngưng nữa đó mấy chị. 1-2 tháng em cũng ngưng nữa chứ em cũng không có dạy hoài ha. Vết ho, vết hồng, cái này là vết hồng. Rồi cái này là ta cái gì topsy, em phái cái nền kem topsy lắm cả nhà nè, xuất sắc, nó dẻo ha, và cái độ dưỡng trắng của nó ok la. Rồi bây giờ em vét lại mấy cái này ha, cái công đoạn vét này em lượt qua nha, em vét cho nó sạch. Rồi bây giờ em sẽ vét ban lờ. Ban lờ thì mấy chị lấy cái đầu muỗng mấy chị vét như thế này cho em. Rồi mấy chị vít lần lượt cho em hết luôn ha, vít lần lượt hết cho em luôn là ok. 4 ống nha, em đánh lên nếu mà xem cái nó như thế nào rồi bắt đầu em sẽ quay tiếp cho mấy chị xem nha. Rồi tiếp sau khi mấy chị đánh cái kem cho nó mịn, kem này nó mắc tiền á mấy chị, mà nó ít lắm nha, tại vì cái này em làm có chút xíu kem mà mỗi cái có một chút xíu à, mỗi cái có một hộp à, và em không có xài nhiều nữa, em Liên xài ít lắm, hết rồi em mới trộn nữa nè, chứ em cũng không có xài nhiều nữa. Rồi cái này em chọn cái dạng hơi lỏng á, cho nên em xài hết luôn nguyên cái hộp này luôn đi, tại em xài cái dạng em phá cái dạng lỏng, không phải là lỏng mà dễ thấm á mấy chị, em phá cái dạng dễ thoa dễ thấm một xíu, gít gít em xài cũng không được, nhưng mà điều đặc biệt á là da em Liên đã trắng rồi thì em xài được, còn riêng mấy chị da đen á là mấy chị xài cái dạng mà lỏng quá nó sẽ lâu lên tông lắm. Với lại cái combo này mấy chị lưu ý là những chị nào da đen không có xài, tại nó không có trắng nhiều, nó chỉ sáng da nhẹ, giữ tông da và nó có cái độ make up nhẹ nhẹ thôi ha. Dành cho những ai mà đã trắng rồi, hoặc là những chị nào da mỏng mình không có muốn xài kem tẩy để mình nuôi cái da, hoặc là dành cho những cái da mà xài kem tẩy quá trời quá đắt rồi mà da trắng quá trời trắng rồi mà mình không có muốn xài kem tẩy, mình muốn dưỡng dưỡng nhẹ nhẹ giống như em Liên á, thì mấy chị hãy xài cái này nha. Tại vì cái này chủ yếu là phao sức mặt kết hợp với lại dưỡng thôi, chứ nó không có cái tẩy, không có gì hết, nên là độ trắng của nó ít lắm cả nhà. Nhớ nha, nhớ giùm chị em Liên. Thường thì em trộn như thế nào, hoặc là cái công dụng em hay nói với mấy chị để mấy chị lựa chọn cho đúng cái nền da của mình, mình xài cho nó hợp lý nha mọi người. Chứ đừng có da đen mà đi xài mấy cái dạng này. Có nhiều chị da đen mà đòi xài lấy cái combo dạng dưỡng nhẹ nhẹ, hoặc đòi xài kem giống em, thì mấy chị xài nó sẽ không có trắng, nó sẽ không có trắng, nó chỉ sáng cái da nhẹ nhẹ thôi. Những cái dòng kem giống như thế này là chỉ dành cho những chị nào mà cái thuộc cái tình trạng da mỏng nè, hoặc là da đã xài kem tẩy quá nhiều, đã trắng rồi mà mình ngán xài kem tẩy đó, thì mấy chị hãy sử dụng qua cái dòng này ha mọi người ha. Rất là ok cái nền kem này mấy chị, nền kem ra cái dạng phô mai ha, đó sức nó thấm lên trên da. Rồi để em Liên sẽ thử coi, cực kỳ thấm luôn mấy chị ha, có cái độ make up này nè, cực kỳ thấm lên trên da luôn đó, được chưa cả nhà ơi, rất là ok ha. Rồi chị nào mà ví dụ như mình muốn thấm nhiều hơn thì mấy chị có thể bỏ vô chút xíu dưỡng nữa. Dưỡng thì vitamin quay cái nào cũng được hết, còn như thế này là vừa xài rồi đó, ok rồi đó mấy chị ha. Cái nền kem nè, cái nền kem phô mai sữa chua nha cả nhà, đó rất là im luôn nè mấy chị, được chưa. Cái này vừa có kem cốt mà vừa có dưỡng mà vừa có độ make up cho chị em nhà mình luôn á. Đó, ha. Rồi. Ok, đây là cái dòng kem em Liên đang sử dụng. Đó. Này là không có tẩy nha. Em thì xài cái này được, không có tẩy là em xài được. Em xài nó ok, nó không có bị nhạy cảm, không có bị ngứa da. Nhưng mà đặc biệt cái này nó không có trắng, tại vì có nhiều chị em cái kiểu mà gì nè, em đen, da em nhạy cảm, da em ngứa. Mà chị chọn cho em cái nào không có tẩy mà đầu trắng nhiều, thì dĩ nhiên không có tẩy thì làm sao mà trắng nhiều, chủ yếu là mấy cái phôi như thế này thì nó chỉ sáng da nhẹ nhẹ thôi mấy chị hiểu không. Rồi mấy bả đầu trắng nhiều mà không có tẩy rồi sao mà sử dụng mà da đen thui nữa chứ, da đen thui mà xài mấy cái kem này nó lâu lắm chị ơi. Trừ trường hợp là mấy chị lọt xong mấy chị xài thì được, lọt xong xài thì nó cũng sáng nhẹ nhẹ cho mấy chị á.
Mấy chị biết sao không? Em để em nói cái công dụng cho mấy chị nghe để mấy chị hiểu. Nhiều khi mà mấy da mấy chị như thế này mà mấy chị đòi cái dòng khang, cái dòng nó ngược lại thì em liên không thể nào bán cho mấy chị được, bán mà nó không có hiệu quả. Bán về rồi em bị mang tiếng chứ không phải là gì hết. Thứ nhất là da chị đen thui. Bả nhắn gì nè, mấy chị nhắn gì nè, da chị đen mà da chị bị ngứa nhạy cảm nữa. Đó, mà chị thích xài kem trắng thiệt là trắng, mạnh thiệt là mạnh, nhưng mà đừng bỏ tẩy. Mấy chị phải nghe cái câu mình nói nó vô lý ở chỗ nào. Trắng thiệt là trắng, kem mạnh thiệt là mạnh mà không có tẩy. Không có tẩy thì làm sao mà kem mạnh được? Thì những cái kem không có tẩy là giống gì nè. Những cái kem không có tẩy là giống dạng giống gì nè. Nha, là nó chỉ là phôi sức mặt kết hợp với lại một cái nền kem dưỡng. Đó, dưỡng thì nó có vitamin Y, bất kỳ một cái dòng dưỡng thể nào hoặc là một cái dạng kem công ty, dạng kem nền, kem dưỡng, nó không có công dụng, nó chỉ làm dưỡng mềm da, mịn da, kết hợp với lại phôi sức mặt. Thì cái này nó chỉ sáng da nhẹ và giữ thông da, chỉ dành cho những da giống như là trắng như em điên rồi. Mình xài cái này cho nó đừng có bị mỏng da, và mình sử dụng giữ tông. Giữ tông có nghĩa là da mình không có bị tụt tông, nó chỉ giữ sáng da giống gì hoài đó. Đó là da mình nó sẽ không không có bị mỏng, nó khỏe cái da của mình. Mấy chị hiểu không? Còn đối với những cái nền da đen, mấy chị muốn trắng nhiều bắt buộc mấy chị phải xài kem tẩy mạnh. Mà trong khi đó da mấy chị ngứa nữa, mà xài kem tẩy rồi em sợ da mấy chị sẽ nhạy cảm ngứa nữa. Cho nên là sẽ không có cái dòng kem giống như mình hỏi đâu. Nếu muốn xài thì chỉ xài được cái kem dưỡng giống như thế này. Và lưu ý, cái kem dưỡng là cái nền kem sức mặt kết hợp với dưỡng thì sao nó sẽ không có trắng nhiều, nó chỉ sáng da nhẹ và giữ tông da. Chị em nào chịu thì sử dụng, em liên nói trước để nhiều khi mấy bà đen cái bán mấy cái dòng này nó cứ sáng nhẹ nhẹ, xong rồi cái mấy chị nói là chị đó chỉ bán kem xài nó không có trắng, nó không có hiệu quả. Mấy chị phải hiểu cái nền da của mình và đi với cái dòng kem nào. Còn nếu trường hợp nữa là mấy chị khoái quá, mấy chị có thể xài cái dạng cốt tẩy xưa. Cốt tẩy xưa thì nó có tẩy vừa chứ nó không có mạnh, nó vẫn sáng da nhẹ nhẹ. Có một số trường hợp da nhạy cảm bình thường thì vẫn xài được. Còn một số trường hợp là da quá nhạy cảm giống như em nè, tắm cũng bị ngứa nè, cái nhiều nguồn cái nhiều nước giống như là da bị cái nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn đó. Đó thì tắm cũng bị ngứa nè, đó mà dính mấy cái nguồn nước giếng rồi đó là cũng bị ngứa. Rồi tắm sữa tắm cũng không được, chỉ tắm được xà bông gội đầu nè. Đó ví dụ cái làn da quá nhạy cảm giống như em thì mới mới xài kem tẩy không được thôi. Có một số da nó cũng xài vẫn được bình thường. Mấy chị muốn mấy chị có thể sử dụng được cái dòng cốt xưa, mua một cái hũ nhỏ dùng thử 100 gram đi, dùng thử nếu ok thì mai mốt mấy chị dưỡng dưỡng. Còn nếu mà đen ngâm quá đó, nếu da bình thường thì dưỡng cốt xưa vẫn trắng bình thường mà da nó khỏe nó đẹp nữa. Còn nếu trường hợp mà gen nhà mình mà da mà mình đen nhiều á thì mấy chị lột xong rồi mấy chị dưỡng cái đó cũng được, cũng ok ha mọi người ha. Còn cái này á, thì nó chỉ sáng da nhẹ thôi, ai muốn xài thì xài, nhưng mà lưu ý là nó không có trắng nhiều. Cái nền này là không có trắng nhiều, chủ yếu là nó trắng từ trong cái phôi sức mặt, nó trắng nhẹ nhẹ dần dần, dành cho những cái nền da đã trắng rồi, đã có tông rồi người ta sử dụng. Hoặc là ai mà đang xài kem tẩy mà bị mỏng da, mấy chị cũng có thể qua cái dòng này sử dụng cũng được luôn nha. Còn nếu trường hợp mà da mỏng yếu quá mấy chị muốn phục hồi thì phải kết hợp một cái số thành phần dưỡng phục hồi vô nữa dùm cho em Liên là ok nha. Rồi chắc kem ra cái nền phô mai rất là đẹp luôn mấy chị. Cảm ơn chị em nhà mình đã theo dõi clip của em Liên nha. Em Liên xin kết thúc clip này. Đây là em trộn để em sử dụng. Và bây giờ em sẽ múc ra một ít để miết cái thành phần. Đúng rồi, bây giờ tới công đoạn thí nghiệm. Qua tới công đoạn thí nghiệm. Để xíu. Đây cái chất kem nè. Xuất sắc cho em chị. Đó, cái chất kem ha cả nhà ha. Chất kem dưỡng phô mai luôn. Đó. Nền kem dạng dưỡng. Chị nào mà da nhạy cảm á, mà mình muốn mix bất cứ một cái hoạt chất gì vô á, để xem coi da mình nó có dị ứng kích ứng gì không á, thì mấy chị xài cái kiểu giống như em nè. Bây giờ cái này là em mới trộn, là da này là da em ngứa là em trộn giống gì là em xài ok nè, xài được nè. Thì bây giờ em muốn thêm cái gì vô á, là em Liên sẽ bỏ mấy cái này qua bên đây đi rồi dít ra một chút xíu thôi. Bắt đầu chị em nhà mình cứ thêm cái gì mình khoái đó thì mấy bà thêm vô, đơn giản để cho mà cái phần kem này của mình, ví dụ như mình xài cái mình thêm vô cái mình xài không được, nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái phần này hết. Dạ mấy chị để như thế này hả, mình sức sức mình chỉ chừa ra một miếng giống gì thôi. Đây giống như mình thí nghiệm một miếng gì nè, mình phái tẩy mình phái cái gì đó mình bỏ vô thì mình cứ thí nghiệm giống gì nè. Đó thí nghiệm giống gì cho em ha mọi người ha, một chút xíu gì nè. Đó thí nghiệm giống vậy. Còn này mình để nguyên giống vậy để mai mốt mình không xài cái này được, mình vẫn còn cái này ha. Cái này là em chỉ cho mấy chị á,
chị nào mà phái xài cái dạng giống vậy ha. Đó rồi mình cứ bỏ vô cái hũ này mình thí nghiệm thử nè. Đó mình thí, ê, nhưng mà thí nghiệm nhiều quá uổng lắm, bỏ ít thôi, sợ xài không được nó bỏ cái em uổng bà ơi. Nha, ít thôi cũng hơi nhiều rồi đó, thôi kệ đi, lỡ uổng xuống dĩa trơn á. Rồi để đây đi ha, và cái đầu sẽ bỏ nè. Đây em sẽ bỏ cho mấy chị xem ha, cái này ha, cái này là bột niacinamide ha, cái này là bột niacinamide được chưa. Đó còn cái này là cái gì mấy chị, cái hay đưa lên nó bị dính, cái này là bột arbutin ha, bột nguyên chất arbutin, alpha arbutin, mấy chị cũng biết cái này là nguyên chất nha mọi người. Bình thường mấy chị mua một cái hũ arbutin thì ví dụ 100 kg người ta mít cái này vô có tí xíu thôi, còn cái này nó là nguyên chất, nó cực kỳ là mạnh luôn ha mọi người ha. Cho nên là chị em nhà mình lưu ý là khi mấy chị muốn mít cái này vô là phải mít đúng tỷ lệ nha, không xài nó cũng dễ bị ngứa nữa. Cho nên em sẽ thử nghiệm thử trước coi, em mít vô một tí xíu coi từng loại luôn ha, coi nó như thế nào, coi xài nó có kích ứng hay là ngứa da hay là có vấn đề gì không mấy bà ơi. Cái này là bột arbutin nguyên chất rất là mắc nha mấy chị nha, cái này một ký của nó là tới gần 30 triệu á, 20 mấy 30 triệu á mọi người, nó mắc lắm. Và em sẽ mít vô trong đây một muỗng nhỏ đây. Rồi một muỗng nhỏ thôi mấy bà ơi, đó rồi đánh đều lên ha, đánh đều lên xài ha, thử coi nó làm sao. Đó, ê, cái này cho nó ra cái hơi cái nè, đó rồi bắt đầu bóp lại, rồi bỏ thêm một cái bột gì thử nghiệm từ cái trước đi, cái này xong tới cái kia đi, đó, coi nó làm sao, có đã rồi sẽ cho mấy bà hay ha. Đó nha, rồi bắt đầu em Liên sẽ đánh cái này lên nè, đánh đều lên thử nha mọi người, trộn đều lên sức thử. Đó giống như mấy chị cũng vậy luôn, chị nào mà da ngứa mà mấy chị muốn bỏ mấy cái gì vô á thì mấy chị cũng chia ra cái hũ nhỏ giống như nè, bỏ tẩy bỏ gì vô thì mấy bà cứ chia ra giống như thế này cho em Liên, rồi mấy chị sức thử cho em. Đó mình sức, nếu mình không có cái vấn đề gì mấy mốt thì mấy chị cứ trộn mạnh từ từ lên là ok. Thì ví dụ như cái này mình không hẹp thì mình vẫn còn nguyên cái hũ này, mình mới trộn mình không có bỏ hư uổng. Đó, không phải là hư mà là nhiều khi mình nhạy cảm, mấy chị cũng biết da nhạy cảm chả biết nó gì ứng kích ứng với cái loại nào hết trơn á, cho nên là bắt buộc nó phải như vậy đó mọi người. Ê, có nên thêm bột arbutin thêm miếng nữa không, thêm miếng nữa đi mấy chị, thấy nó cũng không có vấn đề gì hết trơn. Thấy nó cũng không có vấn đề gì hết trơn rồi, thêm mạnh vô. Em hỏi bên chỗ xưởng thì người ta nói là 100 gram kem á, mấy chị có thể mít có thể mít được 10 gram, mà cái muỗng này nó hơi nhỏ đó, thêm miếng nữa thử cho nó làm sao nha mấy bà. Đó cái gì rồi đó, đánh đều lên cho em Liên ha. Em hỏi bên cái chỗ mà người ta bỏ cái này á thì người ta nói với em Liên là 10 gram, 100 gram á, mấy chị có thể bỏ mít được 10 gram á, 10 gram ha. Và mấy chị lưu ý nè, khi mà mấy chị mít khô thì mấy chị sức thử một vùng da nào đó thôi, xem coi nó có kích ứng gì không mấy bà, rồi bắt đầu mấy chị hãy sức nha. Chứ nhiều khi có mấy cái hoạt chất này mà nó mạnh quá đó mà ngồi thì nó sẽ dễ dây ngứa da. Và mấy chị biết rồi là cái những cái hoạt chất này á, nó rất là ok, nó không có làm mỏng da hay bào mòn da, nó không phải là tẩy mà nó là cái thành phần hoạt chất. Thường người ta những cái dòng skincare giống như serum có thành phần niacinamide mấy chị cũng hay nghe rồi, hoặc là những cái dòng serum, những cái kem sức mặt bên skincare đó, nó có thành phần arbutin là một cái thành phần dưỡng trắng, còn niacinamide nó cũng là cái thành phần dưỡng trắng và nó hỗ trợ làm mờ sạm, mờ đốm nâu, mờ nám cho chị em nhà mình luôn đó, khử da vàng rồi đó mấy bà. Cho nên là nếu mà em xài được cái dòng kem giống như thế này là mấy chị xài rất là ok, không có tẩy luôn mà mấy chị vẫn trắng, xài vẫn trắng mấy bà. Cho nên là em đi sẽ xài thử nha mọi người, sức thử ra sức làm sao hồi tôi nhảy giống như là khỉ luôn. Mấy chị cũng biết rồi, cái da của em rất là nhạy cảm mấy bà ơi, nên là cái gì mà ấy là em đi không có xài được. Đã quá đó, giống như vậy nè, mấy chị xức lên trên da cho em đi ha, mấy chị để cho em thử nghiệm ha mọi người ha.
coi nó như thế nào. Bắt đầu là nếu mà nó ok đó rồi mình để nữa, mình để thử mình xem cái trái kem tầm nửa tháng một tháng coi nó có bị lỏng, nó có bị tách nước hay là nó có cái gì hay là không. Tại vì thường mấy cái thành phần mà kem cốt nó rất là khó tính luôn cả nhà ơi. Nếu mà một cái nào đó mà nó không có hợp với kem cốt á, nó chỉ để vô á là nó dễ làm tách nước kem, tách nước kem giữa kem lắm. Cho nên là mình phải để yên xem cái nó như thế nào, vài ngày coi nó có bị tích nước ngược ra không. Cái hũ kem thí nghiệm nha, à, tiện hũ lấy cái đó luôn đó mấy chị. Rồi ha cả nhà ha, em Ly xin kết thúc cái clip này. Cảm ơn chị em nhà mình đã theo dõi em. Chị nào có mua hàng thì cứ nhắn vào số Zalo 0901 280 656, mấy chị vui lòng nhắn tin dùm cho em. Và mấy chị lưu ý như thế này là bên em Liên có bán kem trộn sẵn và có bán nguyên liệu em phối cho mấy chị về tự trộn nha. Mấy chị lưu ý khi mà mình không có biết chọn thì mình có thể lấy combo bên em. Mấy chị có thể nói da và cái ý thích của mình mua khoảng bao nhiêu tiền. Đó, em Liên sẽ gửi hình ảnh cho mình lựa cho nó lẹ. Nhiều khi mấy chị không biết kem là cái gì mà đòi mua nguyên liệu theo ý. Mua nguyên liệu theo ý rồi về mấy chị trộn không được rồi sao cả nhà. Là mình bỏ tiền hư heo kem này kia nó uổng lắm. Mấy chị muốn mua nguyên liệu về trộn, tự bản thân mình trộn thì mấy chị cứ nói với em Liên, ờ chị muốn mua nguyên liệu về tự trộn và chị không có tiền, em phối cho chị một cái combo tầm giá 200 mấy, 300 mấy gì đó. Và cái nền da của chị là thuộc cái nền da bình thường hoặc là cái nền da đen. Đó, mình xác định da mình bình thường hay da mình đen có ngứa ngáy gì không. Rồi mình muốn xài kem nhẹ hay kem mạnh, mình nói với em chị muốn xài mạnh hay gì đó, hoặc chị muốn xài vừa vừa trắng từ từ. Thì mấy chị nói, bắt đầu em sẽ gửi hình cho mình lựa combo về mình tự trộn nha mọi người. Còn chị nào mà đã có công thức rồi thì mấy chị hãy mua theo ý. Có nghĩa là bản thân mấy chị đã từng trộn kem, mình đã có công thức mình đang trộn mà mình muốn mua ủng hộ em Liên đó, thì mấy chị mua gì em Liên bán cái đó theo ý mấy chị. Đó nha mọi người nha. Chứ nhiều khi mình không biết trộn mà mình mua linh tinh lang tang về mình trộn không được rồi nó hư kem đâu này kia nữa nghe cả nhà. Rồi em Liên xin cảm ơn mấy chị rất là nhiều đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Mấy chị nhớ là hãy like cho em Liên, share cho em Liên, nhấn vô cái chuông để nhận thông báo khi em ra clip nha. Sắp tới em sẽ mua một ít nguyên liệu kem Việt để mà hướng dẫn cho học viên học. Tại vì bình thường mấy chị cũng biết rồi, bản thân em thì chuyên hàng Thái, em chỉ bán Thái thôi, không có cái nguyên liệu Việt để mà chỉ cho những bạn học viên. Thì khi em dạy, em sẽ dạy hết công thức Việt, công thức Thái Việt, công thức Thái chuẩn và những công thức em Liên đang bán luôn, và dạy cho mấy chị tất cả những công thức trên thị trường nữa. Đó, có nghĩa là em Liên sẽ dạy hết tất cả những cái công thức nguyên liệu nó chuyên về kem trộn cốt Thái ha mọi người ha. Và em sẽ dạy công thức Việt cho mình, rồi phối công thức nữa, dạy cho mấy chị phối công thức để mấy chị có thể ra mấy chị tự bán nguyên liệu được luôn. Và khi mấy chị học xong, còn mấy chị muốn bán cái gì là tùy mấy chị, còn dạy thì em sẽ dạy hết, không cần bắt buộc mấy chị phải đi theo em phải bán hàng chuẩn giống như em. Tại vì có một số chị em nhà mình muốn bán có lời nhiều thì người ta sẽ lựa chọn cái dòng rẻ hơn Thái Việt hoặc là Hàn Việt, đó tùy. Em dạy cho mấy chị xong rồi, còn cái con đường mà mấy chị lựa chọn, con đường mà mấy chị đi á là tùy mấy chị. Mình thích bán cái ghẻ mắt gì đó tùy mình ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Em Liên xin kết thúc lớp này. Nhớ nha, mùi tay này em Liên có lớp học trực tiếp, chị nào có học thì nhắn liền qua cho em. Bye bye mấy chị nha.